được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Hậu chia tay, Boca tỏ tình với Liên Bỉnh Phát, thừa nhận cảm mến từ lúc cùng đội trong Chạy đi chờ chi. Sau khi cùng đội với Liên Bỉnh Phát trong chương trình Chạy đi chờ chi, Boca thổ lộ đã thầm cảm mến nam diễn viên và công khai tỏ tình ở hậu trường. Trong một clip được quay tại hậu trường, Boca gây bất ngờ khi thổ lộ có tình cảm với Liên Bỉnh Phát và tuyên bố muốn biết ý kiến của nam diễn viên sau khi nghe lời tỏ tình của mình. Em thích Liên Bỉnh Phát. Nhưng mà hôm trước thấy ảnh không có ý gì với em hết, cho nên em muốn hỏi thẳng là anh có thích em không để còn tính tiếp. Nếu mà anh thích em thì em đang rảnh, anh cũng đang rảnh, mình hãy tới với nhau. Còn nếu như anh không thích em thì tình đơn phương sẽ dõi theo anh mãi, đến khi nào anh cảm động thì thôi. Thậm chí Boca còn khẳng định sẽ luôn vững tâm chờ đợi Liên Bỉnh Phát. Khi nào chùng chân mọi gói thì về với em, Boca chờ Liên Bỉnh Phát. Và gửi đến nam diễn viên một nụ hôn gió. Hậu chia tay, Boca tỏ tình với Liên Bỉnh Phát vì cảm mến từ lúc cùng đội trong Chạy đi chờ chi. Trước lời tỏ tình của Boca, Liên Bỉnh Phát đã bày tỏ sự bất ngờ trên trang cá nhân khi chia sẻ đoạn clip cùng lời nhắn nhủ. Thì ra là vậy, nhờ đi quay giùm anh Phạm Duy Thuận mà mình mới phát hiện được các sự việc này, không ngờ tới luôn đó. Ngay sau đó, Boca cũng nhanh chóng xuất hiện và yêu cầu Liên Bỉnh Phát hồi đáp lại tình cảm của mình. Em quá buồn, giờ anh không đáp lại tình cảm này em bỏ xứ đi luôn. Mà tương tác của Liên Bỉnh Phát và Boca đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người thích thú. Trong chương trình Chạy đi chờ chi mùa 1, Boca đã tham gia game show với tư cách khách mời. Trong tập 9 và 10, với chủ đề cuộc đua giữa cặp đôi, Boca được sắp xếp cùng đội với Liên Bỉnh Phát để thi đấu với các thành viên và khách mời còn lại. Sau khi liên tiếp thua trận ở những thử thách đầu của chương trình, Liên Bỉnh Phát và Boca đã có màn bứt phá ngoạn mục ở phần thi xé bảng tên và trở thành đội chiến thắng. Cả hai đã có một đám cưới giả được tổ chức ngay trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, thời điểm đó Boca vẫn chưa công bố chia tay cùng bạn trai Diệp Tiên, nên người hâm mộ vẫn chần chừ trong việc ghép đôi nữ diễn viên với Liên Bỉnh Phát. Sau màn tỏ tình, cộng đồng mạng nhanh chóng thể hiện sự thích thú khi nhiệt tình đẩy thuyền cặp đôi này trên mạng xã hội.